Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh suy yếu, thậm chí là suy yếu đi nhanh. Vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng nhanh về phía Đông, thế chỗ cho không khí lạnh. Vì thế, trường gió trên hầu khắp các khu vực biển nước ta cũng yếu đi nhanh và đổi hướng dần. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, đêm nay còn duy trì hướng Đông Bắc. Từ ngày mai, gió sẽ chuyển dần sang hướng Đông Nam với cường độ mạnh từ cấp 4 đến cấp 5. Trong khi, ở khu vực giữa của Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì hướng Đông Bắc nhưng cường độ thì cũng giảm còn mức cấp 4 đến cấp 5. Với khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, đêm nay phần phía Tây của khu vực này gió Đông Bắc mạnh có lúc mạnh cấp 6. Nhưng sáng ngày mai thì toàn bộ khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cũng giảm còn mức cấp 5. Dự báo sang đến ngày 4 tháng 3 thì cường độ gió trên các vùng biển nước ta còn thay đổi rõ hơn nữa. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hẳn sang hướng Nam đến Đông Nam. Còn với khu vực giữa của Biển Đông, gió Đông Bắc không còn mà chuyển thành gió Đông với cường độ yếu từ cấp 3 đến cấp 4. Trong khi ở phần phía Nam của Biển Đông, khu vực huyện đảo Trường Sa là vùng biển duy trì gió Đông Bắc, cường độ cũng giảm xuống còn mức cấp 4. Và cũng từ ngày 4 tháng 3 trở đi, hầu khắp các khu vực Bắc, giữa, Nam của Biển Đông đều chấm dứt hẳn tình trạng biển động. Đến với tuyến hải trình ra vào đảo là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh của khối không khí lạnh. Nay khối không khí lạnh yếu đi, vùng thấp phía Tây mở rộng trở lại nên khu vực Vịnh Bắc Bộ là vùng có gió có sự thay đổi rõ rệt nhanh. Ngay từ gần sáng và ngày mai, ở khu vực này gió đổi hướng thành Nam đến Đông Nam, cường độ mới dừng lại ở mức cấp 4 đến cấp 5. Tình trạng trên biển khu vực Bắc Bộ và tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn còn ổn định. Không khí lạnh yếu đi cũng làm cho thời tiết khu vực biển miền Trung có chuyển biến tích cực. Cả dọc từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, ngày mai trở đi không còn nơi nào có gió mạnh cấp 6. Khu vực phía Bắc, vùng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, gió Đông Bắc chỉ mạnh ở mức cấp 3 đến cấp 4. Thưa quý vị, bản tin thời tiết biển ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.